Ok, và hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình hôm nay mình lại tiếp tục tặng hàng cho em đây. Thì đây là cái kênh YouTube của mình nha. Mọi người hãy vào ủng hộ và like, share và subscribe cái video này thì để mình có động lực tặng thêm nhiều ạ. VIP ngon hơn nha. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu viết tại đây thôi này. Hàng này có cái gì? Cái vào lên có thể thấy là hàng này nó có một hơi lag một tí nhưng đợi một tí là cái gì đầu tiên là không phải thiếu cái phần tôi chết rồi, mất 10.000 máu đi. Hàng này là có cái đinh cái ba gai 600 thông thạo, 600 thông tạo này. Đấy, chúng ta VIP đấy. Tiếp theo là Mochi. Mochi này mới V1 thôi, vẫn chưa có V2 nhưng mà nó cũng khá là VIP rồi. Đây này, chiêu khá ngon luôn. Hạt này có là Haki cất sát V2 rồi nha. Đây này, có thể nhìn thấy đồ của đối thủ nó kiểu Electric Claw 600 mát có cả Hot Human nha. Hạt này có gì nữa thì anh em vào phần trái cung viễn này. Hạc này là từ hạc này hình như là không một trái nào ứng biến hay sao ấy. Ừ đấy, hạc cũng được và anh em muốn lấy thì lấy thôi. Hạc này cái có một chi này, con dai này. Belly thì không có nhiều nhưng mà được cái là có 20.000 F. Ừ đấy, 20.000 F là đủ dùng đấy. Quá ổn luôn. Tiếp theo là về cái phần vật phẩm thì ta hạc này có một cái song đao nguyên rùa này. Song đao nguyên rùa này không đùa đâu nhé. 435 thông hạc này, đặt kép cho anh em xem luôn này. Chiêu rất là ngon luôn. Còn lá kombucha thì được full chiêu rồi đấy. À, khá ngon. Tộc cá ở V3 luôn. Đấy, tộc cá V3 này. Skin Super Hero Super Cat được với cả là có rất nhiều đồ xịn. Mochi 331 thông thạo rồi này. Tiếp theo là phần lưỡi hái bóng tối này. À, này cũng full chiêu lưỡi hái bóng tối luôn. 355 355 max thông thạo. Đại đam Shinto này. Đấy, như là đại đam Shinto này cũng có V1 thôi sao ấy. Tiếp theo là về các cái trái, nó không có trái gì ngon đâu. Cũng chỉ có một số cái trái bình thường thôi. Và được cái là nó có cái nguyên thạch bóng tối từ hơi lag một tí. Mà ôi giời, mẹ rồi. Ủa mà thôi nhá. Ở video của tôi đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.